Phương Trinh xin kính chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Sống Khỏe phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần ở kênh HTV7. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chưa bao giờ vấn đề tăng sức đề kháng lại được nhắc đến nhiều như 2 năm trở lại đây khi đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới. Và đây cũng là nội dung chương trình Sống Khỏe của tuần này. Hy vọng có thể cùng quý khán giả làm giàu thêm vốn kiến thức về chuyên môn y tế. Chương trình sẽ được bắt đầu với một số thông tin về sức khỏe và đời sống. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho thấy các loại rau họ cải giúp vô hiệu hóa các chất gây ung thư, bảo vệ tế bào khỏi bị hư, có tác dụng kháng virus và kháng khuẩn, chống viêm, ức chế sự hình thành mạch máu khối u và sự di chuyển của tế bào khối u dẫn đến di căn. Các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải, súp lơ, củ cải và các loại rau lá xanh đậm như xà lách, cải xanh có đặc tính chống ung thư là nhờ các hợp chất glucosinolate có trong các loại rau này. Khi ăn vào sẽ phân hủy thành isothiocyanate và indoles giúp giảm viêm, giảm nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra các loại thực phẩm sau cũng có khả năng ngăn ngừa ung thư như quả cherry, việt quất, quả lựu. Chỉ số khối cơ thể BMI, Body Mass Index, là công cụ được dùng để đo lượng mỡ trong cơ thể, được tính dựa trên chiều cao và cân nặng của mỗi người. Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người ăn sáng tốt thường có chỉ số BMI thấp hơn những người hay bỏ qua bữa sáng và có xu hướng đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt cả ngày. Người có chỉ số cơ thể trong khoảng 25-29,9 là đang bị thừa cân, từ 30 trở lên là đang bị béo phì. Để duy trì chỉ số khối cơ thể chuẩn, một chế độ ăn sáng khoa học, đúng cách là điều cần thiết. Theo đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên kết hợp ít nhất một loại thực phẩm có chất chống oxy hóa vào bữa ăn sáng, ví dụ thêm vài quả việt quất vào ly sữa chua hoặc một ít cải xoăn vào sinh tố. Nên chọn ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế, vì ngũ cốc nguyên hạt làm tăng hàm lượng chất xơ, giúp no lâu và ổn định lượng đường trong máu. Hạn chế đường bởi lượng đường dư thừa không có lợi và có thể dẫn đến nguy cơ tăng cân. Bổ sung nguồn protein và các loại hạt vào bữa sáng để tránh tình trạng sụt giảm lượng đường trong máu và tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn. Ăn nhiều trái cây và rau củ tươi giúp tăng hàm lượng vi chất dinh dưỡng và chất xơ mà không làm tăng lượng calo. Các chuyên gia tại trường Đại học Y Harvard, Mỹ gợi ý một số cách giúp cải thiện tâm trạng, thay đổi quan niệm sống để sống khỏe hơn thông qua việc xây dựng những thói quen đơn giản như sau. Đứng lên và bước tới, tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống, biết đủ là hạnh phúc. Theo đó, việc tập thể dục không chỉ mang lại sức khỏe tốt mà còn giúp cuộc sống hạnh phúc hơn. Các bài tập thể dục cường độ cao giúp giải phóng endorphin, tạo cảm giác vui vẻ, hưng phấn. Các hoạt động như đi bộ, đạp xe, chạy bộ, bơi lội, yoga sẽ giải phóng hormone hạnh phúc serotonin, có thể làm giảm căng thẳng và mang lại cảm giác hạnh phúc. Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc dành thời gian để trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ có thể khiến mỗi người cảm thấy hạnh phúc hơn. Đó có thể là những việc đơn giản như trồng cây, ngắm hoàng hôn, cười đùa vui vẻ cùng với các thành viên trong gia đình, ở mỗi bữa ăn, đọc một cuốn sách hay, v.v. Người Việt Nam mình sử dụng kháng sinh quá nhiều, rất nhiều trường hợp không có chỉ định sử dụng kháng sinh nhưng lại sử dụng kháng sinh. Và điều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh ở Việt Nam rất là cao. Sử dụng kháng sinh không cần thiết và có thể dẫn đến những cái trường hợp là bị phản ứng thuốc, bị sốc phản vệ và có những trường hợp đã tử vong vì vấn đề là dị ứng với thuốc kháng sinh. Kháng sinh cũng có thể gây ra những cái nhiễm độc ở trong cơ thể, có thể ảnh hưởng đến chuyện là chức năng gan, ảnh hưởng đến chức năng thận. Rồi có những kháng sinh ảnh hưởng tới các cái chức năng khác trong cơ thể. Ví dụ như là có những kháng sinh thì ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nhưng có thể là dẫn đến những cái chuyện là giảm trí nhớ, dẫn đến những cái chuyện là các cái bệnh lý viêm các dây thần kinh ở ngoại biên. Rồi có những kháng sinh có tác dụng phụ ảnh hưởng lên thần kinh thính giác. Hệ miễn dịch là một hệ thống được tạo thành từ các tế bào đặc biệt, protein, mô và cơ quan. Chúng phối hợp với nhau để bảo vệ con người chống lại vi trùng và vi sinh vật. Nhiều nghiên cứu cho thấy lạm dụng kháng sinh gây ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch. Theo đó, người lạm dụng kháng sinh sẽ làm giảm số lượng cytokine, tức tế bào bạch cầu chống lại các tác nhân gây bệnh, và hóc môn truyền dẫn quan trọng của hệ miễn dịch trong thời điểm bệnh nhiễm trùng tấn công. Một nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Virginia, Mỹ cho thấy
Sử dụng kháng sinh quá liều làm suy giảm khả năng kháng vi khuẩn gây hại ở đường ruột và làm bạch cầu trung tính. Bên cạnh đó, các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Boston, Mỹ cho rằng lạm dụng kháng sinh đồng nghĩa với việc tước đi cơ hội tăng cường miễn dịch của cơ thể trẻ em. Trẻ dùng kháng sinh thường xuyên dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và các nhiễm trùng khác. Ở những đứa trẻ thì cái khả năng hình thành miễn dịch của nó, nhất là trong cái giai đoạn đầu đời sơ sinh cho đến 1 tuổi, thì các cháu cái hệ thống miễn dịch của nó hoàn thành chưa có hoàn chỉnh. Do đó tất cả các hệ thống miễn dịch của nó đi từ ở bên ngoài, từ da cho đến các cơ quan ở đường hô hấp, là phải luôn luôn chống lại các tác nhân gây bệnh ở bên ngoài đưa vào, chẳng hạn như là virus, vi trùng, ký sinh trùng và các ký sinh vật khác. Khi sử dụng kháng sinh, nếu chúng ta sử dụng liều quá cao thì chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng là bị ngộ độc, dẫn đến những tác dụng phụ gây tổn hại cho người bệnh. Chúng ta phải sử dụng kháng sinh đủ cái thời gian. Có những trường hợp là sử dụng kháng sinh không đủ thời gian, chúng ta sử dụng kháng sinh ngắn quá thì sẽ dẫn đến cái hậu quả là cái tình trạng kháng thuốc của vi trùng nó sẽ tăng lên và không đạt được cái hiệu quả điều trị. Nếu chúng ta sử dụng kháng sinh nhiều quá, dài quá so với cái thời gian mà cần thiết, thì chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí. Người bệnh sẽ tốn tiền sử dụng kháng sinh, cơ thể sẽ bị nhiễm độc, bị những cái tác dụng phụ do việc sử dụng kháng sinh mà không cần thiết. Chúng ta sử dụng không đúng liều lượng, bệnh nhân bị nóng sốt, ra ngoài nhà thuốc tây mua một viên Ampi uống không hết sốt, không uống nữa, thì một viên Ampi không thể có tác dụng. Rồi có những người uống một lúc 2-3 viên Ampi không hết một ngày, thì ngày hôm sau đổi sang uống thuốc khác. Thì vấn đề mua kháng sinh ở Việt Nam quá dễ, cho nên là người bệnh có thể ra nhà thuốc tây nào cũng có thể mua được. Chúng ta chỉ sử dụng kháng sinh khi có chỉ định. Khi có chỉ định là khi nào? Khi mà chúng ta có bệnh nhiễm khuẩn. Chỉ khi nào có nhiễm khuẩn thì chúng ta mới sử dụng kháng sinh. Sốt không có nghĩa là nhiễm khuẩn. Chúng ta phải biết là 90% những trường hợp nóng sốt là do nhiễm siêu vi. Và nếu nhiễm siêu vi thì dùng kháng sinh hoàn toàn không có hiệu quả. Không những không có hiệu quả mà lại dẫn đến những cái tác hại. Thưa quý vị và các bạn, sức đề kháng là khả năng cơ thể phòng vệ trước những tác nhân gây hại xâm nhập từ môi trường bên ngoài vào để gây bệnh. Một sức đề kháng tốt chắc chắn gắn liền với thói quen sinh hoạt lành mạnh. Tuy nhiên, khi chúng ta đã mắc bệnh mới chú ý đến vấn đề tăng cường sức đề kháng, thì thông thường hiệu quả không được như mong muốn. Ăn đủ các nhóm chất dinh dưỡng gồm chất bột, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất. Theo đó, các loại thực phẩm giàu chất đạm có giá trị sinh học cao như thịt bò, trứng, thịt gà, cá, cua, trai, hến và các loại hạt như đậu Kobe, đậu Hà Lan, đậu phộng, đậu nành. Ăn nhiều rau xanh và hoa quả chín. Theo đó, các loại hoa quả chứa nhiều vitamin C giúp tăng sự sản xuất bạch cầu, nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể. Trung bình mỗi ngày nên ăn 300-400g hoa quả chín. Các loại rau xanh chứa nhiều vitamin C, A, E được khuyến cáo nên sử dụng trong bữa ăn như bông chuông, bông cải, cải bó xôi, súp lơ, bắp cải. Uống đủ nước lọc 2-3 lít một ngày. Bổ sung sữa chua lợi khuẩn, tránh các loại sữa chua có nhiều đường. Nguồn vitamin D trong sữa chua là chất kích hoạt hiệu quả cho hệ miễn dịch hoàn hảo. Uống trà xanh. Ngoài chất tăng khả năng sức đề kháng, trong trà xanh có chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Đồng thời, trong trà xanh cũng có một nguồn axit amin tốt hỗ trợ sản xuất các hợp chất chống vi trùng trong các tế bào T, một loại bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Sử dụng các loại tinh dầu. Việc xông phòng bằng các loại tinh dầu sả, vỏ bưởi, vỏ cam, vỏ chanh giúp khử khuẩn, làm sạch không khí, làm ấm cơ thể, phòng ngừa cảm lạnh. Thì những cái cây mà làm gia vị như là gừng, hành, tỏi, rồi tía tô, kinh giới, rồi thì các loại húng như là húng chanh, rồi giềng, gừng đều là những cái gia vị thân thuộc. Và những cái gia vị này thì phần lớn là nó có chứa tinh dầu, nó có cái vị cay, cho nên nó sẽ giúp là kích thích tiêu hóa. Cái tiêu hóa tốt tức là cái khả năng mà hấp thu dinh dưỡng được tốt, thì đó là một phần để nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra thì cái tinh dầu nó có tác dụng kháng khuẩn,
Cho nên là nó sẽ hỗ trợ để phòng chống các cái bệnh lý do nhiễm khuẩn, đặc biệt là nhiễm khuẩn đường hô hấp hay là đường tiêu hóa. Ngoài những cái gia vị đó thì chúng ta còn gặp những cái loại, các loại rau xanh, các cái loại rau mà có màu sắc, ví dụ như là cà chua, ví dụ như là ớt chuông, cà rốt chẳng hạn, thì nó có cái màu, cái chất màu đó là phần lớn là nó có chứa các cái tiền vitamin A, ta gọi là caroten, và các cái hợp chất flavonoid. Và chính cái hợp chất flavonoid này thì nó có cái tác dụng tăng cường cái tác dụng là chống oxy hóa. Kính thưa quý khán giả, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì vitamin đóng một vai trò quan trọng để giúp tăng cường sức khỏe, đảm bảo hoạt động của hệ miễn dịch. Chúng ta cần chú ý những điều gì để có thể bổ sung vitamin đúng và đủ liều lượng phù hợp với cơ thể mình? Xin mời quý khán giả lắng nghe chia sẻ chương mục sau đây. Việc bổ sung đủ vitamin và khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh, phát triển cân đối, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan. Các loại vitamin và khoáng chất giúp nâng cao sức đề kháng và miễn dịch có thể kể đến như vitamin A, E, C, B, chất sắt, kẽm. Theo đó, vitamin A còn được gọi là vitamin chống nhiễm khuẩn, virus. Vitamin A có nhiều trong rau ngót, rau dền cơm, quả gấc, gan gà, gan lợn, gan bò. Vitamin E có nhiều trong các loại thực phẩm nguồn gốc tự nhiên, như các loại rau lá có màu xanh đậm, dầu ô liu, dầu hướng dương, mầm lúa mạch, me, đậu phộng, đậu nành, giá đỗ. Vitamin E bảo vệ tế bào không bị tổn thương, làm chậm sự phát triển của bệnh sa sút trí tuệ, bảo vệ vitamin A và chất béo của màng tế bào không bị oxy hóa, tham gia vào chuyển hóa tế bào. Vitamin C có nhiều trong bưởi, cam, chanh, quýt, đu đủ, rau ngót, rau dền, rau đay, mồng tơi. Vitamin C có vai trò tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản xuất interferon, một loại protein do tế bào cơ thể tạo ra để chống lại tác nhân gây bệnh. Chúng ta sống còn là nhờ phải ăn uống chất dinh dưỡng. Các cái thành phần dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể để nuôi dưỡng, để tạo nên cái cấu trúc này, để giúp cho phát triển. Nhưng bên cạnh đó, nó có những cái thành phần không thể thiếu để giúp cho cái chuyển hóa chất nói chung trong cơ thể của chúng ta. Trong đó có vitamin C, để nó giúp cho duy trì cái hoạt động của hệ miễn dịch cơ thể chúng ta, và đồng thời nó phát triển tốt, cân bằng và tránh được các cái bệnh tật có thể tác động vào nó gây bệnh. Vitamin B. Trong các vitamin nhóm B, folate và pyridoxine, tức vitamin B6, được chú ý nhiều hơn. Thiếu folate làm chậm sự tổng hợp của các tế bào tham gia vào cơ chế miễn dịch. Thiếu pyridoxine làm chậm các chức năng miễn dịch. Các vitamin nhóm B có nhiều trong tim gan, các loại hạt đậu, mè, mâm lúa mì, cám gạo, ngũ cốc. Trong các loại khoáng chất tham gia vào miễn dịch thì chất sắt và kẽm được chú ý nhiều hơn. Theo đó, sắt có nhiều trong cua đồng, lòng đỏ, trứng vịt, đậu nành, mộc nhĩ, nấm hương, rau dền đỏ. Thiếu sắt, nhiễm khuẩn sẽ tăng. Thiếu sắt thường kèm theo thiếu protein, năng lượng. Trong khi đó, kẽm giúp tăng cường miễn dịch, giúp vết thương mau lành và duy trì vị giác, khứu giác. Trẻ bị thiếu kẽm dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa do sức đề kháng giảm. Kẽm có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa, nghêu, hàu, sò. Khi sử dụng thực phẩm để tăng cường miễn dịch, cần lựa chọn thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thức ăn phải được nấu chín, không nên sử dụng các loại thực phẩm tái, tiết canh, và lưu ý uống đủ nước theo nhu cầu của mỗi người. Năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành tài liệu hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19. Phần nào cho chúng ta thấy rằng sức khỏe tâm thần tốt là vô cùng quan trọng để vượt qua bệnh tật, chứ không riêng gì đại dịch. Và chúng ta cần chú ý những điều gì để có thể xây dựng được sức khỏe tinh thần tốt? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây để chúng ta làm giàu thêm vốn kiến thức của mình. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên toàn cầu cứ 4 người có một người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Không có gia đình nào không liên quan đến sức khỏe tâm thần, mà có 10 nguyên nhân chủ yếu gây mất khả năng lao động là do các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới đã làm gia tăng đáng kể các rối loạn tâm thần, kèm theo những hậu quả nặng nề của nó. Cụ thể, tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm là 31,4%, rối loạn lo âu là 31,9% và rối loạn giấc ngủ là 41,1%.
số liệu thống kê tại Việt Nam cho thấy hiện có khoảng 30% dân số có rối loạn tâm thần. Trong đó, tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Mỗi năm, số người tự sát do trầm cảm từ 36.000 đến 40.000 người. Sức khỏe tâm thần có thể hiểu là khả năng của bộ máy tâm lý hoạt động một cách hoàn toàn hợp lý, có hiệu quả và đương đầu một cách mềm dẻo trước những tình huống khó khăn mà vẫn có thể tìm lại được sự cân bằng cho mình. Khi một người rơi vào trạng thái sức khỏe tâm thần không tốt, tức bệnh lý tâm thần, sẽ có nhiều biểu hiện khác nhau tùy theo mức độ nặng nhẹ. Đó có thể là việc hình thành những thói quen ăn uống khác biệt, cảm giác bối rối hoặc thường xuyên bực bội cáu gắt. Nặng hơn thì rơi vào trạng thái căng thẳng, lo âu, trầm cảm, tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, rối loạn nhân cách. Cuộc đời thì chúng ta phải đối diện với những cái stress, đối diện với những cái sự kiện, những cái biến cố không thể ai tránh nổi. Chúng ta phải xây dựng một cái nhân cách làm sao người ta có thể thích nghi được những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện khó khăn, những cái điều kiện mà nó khắc nghiệt. Muốn phòng được cái này đó thì đầu tiên là chúng ta phải làm sao tạo cho cái nhân cách từng cá nhân có một cái nhân cách cân bằng, mạnh mẽ để khi đối diện với tất cả những cái yếu tố gây sang chấn, yếu tố gây stress, một cái sự chọn lựa nào đó nó phù hợp để mình thích nghi được với hoàn cảnh. Nhân cách con người ngay từ đầu chúng ta phải dạy cho những đứa trẻ nó biết tự lập, tự lực cánh sinh, nó biết trách nhiệm, có cái khả năng mà chống chọi với tất cả những cái biến cố nó xảy ra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, sức khỏe tâm thần là nền tảng cho sự khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả của các cá nhân. Sức khỏe tâm thần không chỉ là trạng thái không có rối loạn tâm thần, mà còn bao gồm cả khả năng suy nghĩ, học hỏi và hiểu được cảm xúc của một người và phản ứng của người khác. Sức khỏe tâm thần là một trạng thái cân bằng cả bên trong cơ thể và với môi trường. 24 tiếng đồng hồ chúng ta có một cuộc sống như vậy, chúng ta chia ra phần trăm là bao nhiêu chúng ta dành cho công việc, bao nhiêu chúng ta dành cho chăm sóc gia đình, rồi nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, rồi bao nhiêu phần trăm chúng ta dành cho ta. Chúng ta thấy bây giờ đó, những cái thời gian mà nó dành cho chúng ta đó, cho riêng ta đó, chữ ta trong mặt kép đó, nó bị co nhỏ lại rất là nhiều. Để mình dành phần cho những người khác thì chính những cái mà mình ít nghĩ tới mình đó, thì đó là một cái khởi nguồn cho những cái rối loạn sau này. Không phải là chỉ có rối loạn về tâm thần đâu, mà kể cả những rối loạn khác về mặt chuyển hóa, về mặt bệnh lý tim mạch nói chung luôn. Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, lựa chọn đa dạng các loại thực phẩm, tránh sử dụng những loại thực phẩm nhiễm khuẩn, chất bảo quản, hạn chế đồ uống có cồn, chất kích thích, chất cay, nóng và thuốc lá. Vận động thường xuyên, duy trì tập luyện khoảng 30 phút một ngày, chọn hình thức tập luyện phù hợp với sở thích, tuổi tác, nghề nghiệp và điều kiện sức khỏe. Kiểm soát tốt thời gian của bản thân, lên lịch làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì lịch trình đó nghiêm túc. Suy nghĩ tích cực, chấp nhận bản thân, không quá cầu toàn, dành thời gian cho bản thân để thực hiện các sở thích. Xây dựng và cải thiện các mối quan hệ thân thiện xung quanh. Đảm bảo chất lượng giấc ngủ, ngủ sâu và ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm. Quý vị và các bạn thân mến, dù với bất kỳ một phương pháp rèn luyện sức khỏe nào, thì yếu tố then chốt hàng đầu là chúng ta cần phải giữ được tinh thần lạc quan, tươi sáng. Chúng tôi hy vọng chương trình Sống Khỏe kỳ này đã giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức về y khoa hữu ích. Chúng ta chăm sóc sức khỏe cho chính mình và cho những người thân yêu xung quanh tự tin hơn, đảm bảo hơn. Mọi thông tin, ý kiến thắc mắc, chia sẻ với những người thực hiện chương trình, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ đến email bbtsongkhoe@gmail.com. hoặc điện thoại cho chúng tôi 028-2200-2714, 2200-2816. Chương trình Sống Khỏe được sự phối hợp thực hiện giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến, theo dõi và đồng hành của quý vị cùng các bạn. Kính chào, hẹn gặp lại vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy tuần sau cũng trên kênh HTV7.